Trung Quốc đó, thì phát ngôn viên của Trung Quốc bắt đầu thấy dịu giọng, không? Phỏng vấn về cái chuyện mà cái hàng không mẫu phạm của Mỹ mà nó sửa soạn nó tới Cam Ranh đó, lần đầu tiên đó, thì Trung Quốc không phản đối, và nói rằng nếu mà cái đó nó mang tính cách hòa bình, nó mang tính cách cái gì đó, thành ra đó là anh ấy cũng thấy rằng thì là anh ấy đi quá trớn, đi quá lớn, và người ta muốn anh ấy sẽ bị Ấn Độ, sẽ bị Nhật, sẽ bị gì đó, thành ra nhưng mà cái người Trung Quốc thì nó nhiều mưu mẹo lắm, bây giờ thì nó đương khai thác ở trên Bắc Cực, nó khai thác ở dưới đáy biển, nó nhiều thứ lắm. Bây giờ có những cái dư luận thì nói rằng có thể rằng năm 2018 này có những cái tiến triển về vấn đề Biển Đông, và có thể rằng tới năm 2020 Trung Quốc họ đi vào cái lĩnh vực bác vừa nói đó. Tại vì trên đó bằng chứng là bây giờ người Nga họ rất tiếc cái Alaska của mình, của Mỹ. Cái kho dầu của Alaska có sức chứa gấp 2 lần của cái kho dầu ở Trung Đông. Mà Mỹ bây giờ thì chưa xài tới cái gì dầu dự trữ ở Alaska ấy. Tại vì một ngày nào mà những nếu mà không chế ra được những cái nhiên liệu mới đó, thì Trung Đông sẽ hết dầu. Và lúc đó Mỹ vẫn còn đủ dầu để xài thêm cả mấy thế kỷ nữa. Thì bây giờ thành ra anh Trung Quốc bây giờ anh nghĩ rằng tại sao mình bên Alaska có mỏ dầu thì bên mình cũng phải có chứ. Đấy. Thành ra rồi mới bắt đầu. Và từ cái lý do đó bây giờ bám cái Biển Đông để làm gì? Giữ cái đảo Gạc Ma được cái gì? Để giữ cái đảo cái Scarborough để làm cái gì? Tức là họ sẽ trả lại. Vâng, nghĩa là gây khấn với cả cái khối các Đông nước Đông Nam Á. Vâng. Thì bây giờ cũng để cho nó đáng cái mặt anh hùng, ta đi tìm một chỗ khác. Đi tìm một chỗ khác. Bớt cạnh tranh ở chỗ đó là hoàn toàn là không có dân gì hết mà với lại nhất là cái khí hậu nó thay đổi đó. Bây giờ là những tảng băng ở trên Bắc Cực là nó bắt đầu nó trôi xuống, nó bắt đầu trôi xuống rồi, tan với nhiều. Tại người ta nói rằng cái vấn đề mà cái áp suất khí hậu bây giờ nó càng ngày càng nóng, thành ra làm cho các tảng băng nó tan dần đi. Thì bây giờ bên Trung Quốc á là họ có một cái kỹ thuật ngày xưa đó, chỉ có Mỹ và Nga là có đủ kỹ thuật để mà dò cái giếng dầu dưới biển. Bây giờ thì Trung Quốc có rồi, một số các quốc gia cũng đã có rồi, như là Anh này kia, thì họ đã nghĩ rằng bây giờ những cái tảng băng Alaska có như vậy thì mình đi tìm cái đó, nó có mang cái ý nghĩa kinh tế và nó mang lại cái sức sống lâu dài hơn. Cái vấn đề Hoàng Sa đó, chúng tôi cũng hy vọng rằng sau cái giải quyết với lại cái vụ Trường Sa thì có thể rằng chúng ta cũng sẽ lấy lại cái Hoàng Sa được. Bởi vì họ nghĩ rằng cứ tranh chấp cãi nhau để làm gì, thôi ta cho mẹ tụi bay đi, ta đi chỗ khác, ta chơi. Bác Cường nói cái đó làm cho tôi nhớ lại cái dư luận đó. Bây giờ bác cho tôi đọc một cái câu này đây. Vâng, bác cứ đọc đi. Không biết là của chị Khánh Ly nào đây, thì có một câu là bọn hải ngoại cực đoan tức lắm khi thấy Việt Nam vang danh châu Á. Phải là ca sĩ Khánh Ly đâu á. Thì thôi, nhưng là mình chỉ lấy cái lời, cái nội dung của cái câu nói. Nhưng mà xuyên qua cái vụ và nhân dân cả nước mà chào mừng cái đoàn nghĩa là bóng đá nghĩa là Việt Nam đi đá với lại từ đầu chí cuối là đáng số là mình là thắng, nhưng mà mình cũng thua, còn thua mình là á hậu, phải không đấy. Nhưng mà cái chuyện đó đá được hay thua là cái chuyện như là tự nhiên thường tình của những cái trận tranh tài xảy ra, nhưng mà cái tinh thần của cái người dân mà đón tiếp đó, cái đó tôi mới thấy, nghĩa là làm cho tôi thấy là sau này bất cứ cái gì mà đụng tới dân Việt Nam là nếu mà phải chết thì dân Việt Nam sẵn sàng cả nước đứng lên chết. Cái vụ tiếp đón đoàn U23 đó nó là vấn đề mà đồng ý là
nhưng mà nó nói lên cái tư tưởng là đấy, yêu nước, cái lòng yêu nước đó, của dân chúng. Thì nếu cái tinh thần đó, nếu phải đánh vì tổ quốc để mà bảo vệ cái nước Việt Nam thì nhân dân Việt Nam, toàn thể nhân dân Việt Nam sẵn sàng đứng lên và chết cho đất nước. Đấy, mình mới nhìn thấy cái không khí cách mạng. Không khí cách mạng. Cái đó đó, cái bài học đó, cái tinh thần đó đó mới là cái tinh thần mà để chúng ta suy ngẫm. Và toàn dân Việt Nam tôi đã thấy có cái hình dáng đó rồi. Thành ra về sau này, bất cứ Trung Quốc hay Thái Lan hay là anh Huy Kỳ anh nào đụng tới Việt Nam đi, thì dân Việt Nam sẽ sẵn sàng hy sinh đứng lên vì tổ quốc. Cái bài học đó là một cái bài học, là chứng tỏ lại là chúng ta đã từng đánh người Tàu bao nhiêu lần rồi. Đấy, và bây giờ lần này là một cái chuyện như thế thôi mà dân Việt Nam đã đứng lên thôi. Không có ai kêu gọi, chả có chính phủ nào mà kêu gọi phải đứng ra mà chạy hàng trăm hàng nghìn, là không biết là cả triệu người từ Bắc vô Nam. Tôi nghĩa là những cái ảnh mà không ảnh từ trên đưa xuống là cả một cái vận động trường Ba Đình một màu đỏ rực, cả một con đường Nguyễn Huệ từ cái tòa đô chính, từ cái tượng Bác Hồ đến cho đến bờ sông, quẹo qua bên cái nhà rồng, cái chỗ cái cột cờ thủ ngữ ngày xưa đó, là một màu đỏ hết thôi. Bao nhiêu là cái chỗ mà không phải là cái chỉ thế thôi. Trong xóm làng tôi cũng thấy có những cái người dân có một hai ba bốn người đàn bà cứ một cái xe ba gác đẩy thế này, để lên một cái trống, một người đi theo cái đó đánh, rồi còn bao nhiêu người khác đi bộ là cầm cờ trong xóm làng. Cái đó mới là thật đấy, cái đó là như vậy, là toàn dân đứng lên để mà biểu diễn cái lòng yêu nước xuyên qua cái vụ đá bóng này. Đúng, thành ra cái bọn cực đoan nó nhìn cái đó nó mới sợ. Một khi mà lòng dân đã quyết rồi đó thì là không có cái sức mạnh nào có thể cản trở được. Nhưng mà bác nói là Việt Nam đã có cúp, đó là cái cúp tinh thần. Tại vì sao? Tại vì Việt Nam đã được ban tổ chức khen là một đoàn cầu đá nhã nhặn nhất trong tất cả các đoàn cầu tham dự. Việt Nam chưa bao giờ chơi xấu với ai, đúng cái tinh thần mà của Hồ Chí Minh, tức là mình luôn luôn nghĩa là hòa bình và luôn luôn nhã nhặn, luôn luôn công an không có được đánh dân chúng, bởi vì dân chúng đó, cho là mình có bổn phận phải bảo vệ dân chúng chứ mình không thể đánh được dân chúng. Và chính những người dân họ bức xúc những hình ảnh mà những cái anh mà vô trách nhiệm bữa nọ đó, chúng tôi chiếu cái video đó, dân chúng nhào vào quánh với anh đó để còng tay dùm đưa dùm cho công an trở về đồn. Thì chúng tôi thấy rằng cái giải nhã nhặn đó mới là chính là cái giải vô địch cho Việt Nam. Bởi vậy KBC Hải Ngoại có khen như thế này: U23 Việt Nam giọt nước mắt mừng vui hay buồn bã thì các em vẫn xứng đáng là người Việt Nam. Bao nhiêu đội khác đã bị loại nhưng U23 vẫn thẳng tiến hiên ngang đi vào chung kết. Chừng đó thôi cũng đã làm nở mày nở mặt của dân tộc kiên cường, quyết tâm đứng vững trên đôi chân bằng tài nghệ, xuất thần và tinh thần vững mạnh. Cho đến những giây phút cuối cùng của trận đấu, ý chí, quật cường và thể lực của các em chứng tỏ phong độ, sẵn sàng ứng chiến với bất kể ai, kể từ giờ phút này. Nhưng quan trọng hơn đó là lòng dân, tất cả mọi người đã hòa đồng với cùng các cháu. Dạ tôi xin cảm ơn bác Tùng Bách Nguyễn. Khen bác Vương nói hay. Dạ, cảm ơn đã có những lời khen tặng tôi. Dạ. Bác Cường có gì để mình thật sự thưa quý khán giả, chúng tôi còn rất nhiều chuyện để nói.